Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 29 tháng 9 mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngân hàng áp đảo trong cuộc đua phát hành trái phiếu. Trong báo cáo vừa công bố, chứng khoán VPBank cho biết trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận phục hồi mạnh từ nhóm tổ chức tín dụng. Cụ thể, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong quý 2 năm 2024, đạt gần 120.000 tỷ đồng, tăng trưởng 6 lần so với quý trước và gấp 2 so với cùng kỳ. Tuy tháng 7 năm 2024 có ghi nhận giá trị phát hành suy giảm nhẹ so với tháng trước, nhưng đã phục hồi trở lại vào tháng 8 năm 2024 và vẫn đạt mức cao vượt trội so với 5 tháng đầu năm nay. Trong đó, hầu hết là trái phiếu của các tổ chức tín dụng. Việc phát hành trong 3 tháng gần nhất có thể được lý giải phần nào các tổ chức tín dụng đang tích cực huy động nguồn vốn chung dài hạn để cân bằng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn. Chuyên gia VPBank cũng cho rằng nhu cầu phát hành trái phiếu của các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục gia tăng trong giai đoạn còn lại của năm khi nhu cầu tín dụng tiếp tục phục hồi. Từ ngày 7 tháng 10, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa tại Hà Nội là 50m². Từ ngày 7 tháng 10, thành phố Hà Nội áp dụng quy định mới về điều kiện tách, hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách với từng loại đất. Theo đó, việc tách thửa đối với thửa đất phải đảm bảo theo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại Điều 220 Luật Đất đai, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện sau. Đối với các phường và thị trấn chiều dài so với chỉ giới đường đỏ từ 4m trở lên, chiều rộng cạnh tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có, hoặc lối đi được hình thành khi tách thửa từ 4m trở lên, phần diện tích đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ không nhỏ hơn 50m², tăng thêm 20m² so với quy định trước đó. Tại các xã vùng đồng bằng, diện tích sau tách phải không nhỏ hơn 80m², ở vùng trung du là 100m², vùng miền núi là 150m². Đất thương mại, dịch vụ tại phường, thị trấn phải có chiều dài và chiều rộng tối thiểu từ 4m và 10m trở lên, với diện tích ít nhất là 400m². Tại các xã, diện tích tối thiểu là 800m² cho đất thương mại, dịch vụ. Đối với đất phi nông nghiệp, việc tách thửa phải tuân thủ các điều kiện khắt khe. Đất phi nông nghiệp không thuộc nhóm thương mại, dịch vụ cần diện tích tối thiểu 1.000m² tại phường, thị trấn và 2.000m² tại các xã. Riêng đất nông nghiệp, thửa đất trồng cây hàng năm tại phường, thị trấn cần diện tích tối thiểu 300m², cây lâu năm 500m và rừng sản xuất 5.000m². Tại các xã, diện tích tương ứng là 500m², 1.000m² và 5.000m². Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết quy định này giúp bảo đảm quy mô canh tác hợp lý, tránh việc chia nhỏ gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Nếu người sử dụng đất muốn dành một phần để làm lối đi, thửa đất phải bảo đảm lối đi có chiều rộng mặt cắt ngang từ 3,5m trở lên tại phường, thị trấn và từ 4m trở lên tại các xã. Sau khi tách, thửa đất vẫn phải đáp ứng điều kiện về loại đất quy định trong Luật Đất đai. 6 hành vi bị cấm trong công tác xã hội. Trong tháng 10 năm 2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như quy định về hành nghề công tác xã hội, quy định việc khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng để ở, sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, Nghị định 112/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2024 quy định rõ 6 hành vi bị nghiêm cấm trong công tác xã hội, cụ thể: cung cấp, công bố, tiết lộ, phá hủy thông tin, dữ liệu cá nhân của đối tượng mà không được sự đồng ý của đối tượng, hoặc người giám hộ hoặc người đại diện trừ trường hợp cơ quan, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật. Từ chối cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. Lợi dụng việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội để trục lợi hoặc có hành vi vi phạm pháp luật. Lợi dụng hành nghề công tác xã hội để trục lợi chế độ, chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân. Thu các khoản chi phí, lợi ích ngoài khoản thù lao và chi phí được thỏa thuận thống nhất với tổ chức, cá nhân trong hợp đồng cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Lợi dụng hành nghề công tác xã hội, cung cấp dịch vụ công tác xã hội để xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Israel tính mở rộng mặt trận phía Bắc với Lebanon. Sau đợt không kích ngày 28 tháng 9 làm 33 người chết, gần 200 người bị thương ở Lebanon và tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đang thảo luận về khả năng mở rộng cuộc tấn công quân sự trên mặt trận phía Bắc. Trước đó, Nhà Trắng nói rằng các quan chức Mỹ đã được báo rằng Tel Aviv sẽ đẩy mạnh tấn công Hezbollah, bao gồm khả năng đưa quân trên bộ sang. Trong tuyên bố sau đó,
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định việc tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah, một đồng minh hàng đầu của Iran, là một bước ngoặt. Ukraine khoe được ông Trump ủng hộ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp khẳng định với ông rằng mình sẽ ủng hộ Kiev nếu giành chiến thắng cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Tại cuộc gặp riêng ngày 27 tháng 9, ông Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng cho ông Trump. Trước đó, ông Trump cho biết ông rất vui khi gặp ông Zelensky, đánh dấu sự thay đổi so với những phát biểu trước đó của ông về vấn đề Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ nói ông sẽ làm việc với cả Nga và Ukraine để chấm dứt xung đột. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.